Hợp đồng này... Chủ tịch lúc nào cũng chỉ có công việc thôi nhỉ? Ngay cả đi ăn trưa mà cũng phải lôi hợp đồng ra xem nữa. Tôi quên mất, bệnh nghề nghiệp thôi mà. Sao vậy cô My? Mặt tôi có cái gì à? À không, mặt anh ý, cho dù có dính nhọ nồi thì cũng vẫn đẹp trai và phong độ. Bảo sao nhiều cô theo anh gớm. Cô My này, ở đây là chỗ công cộng đấy, tôi được khen tôi như vậy. Chủ tịch nghiêm túc quá rồi, em chỉ đang đùa thôi mà. Mời chị uống nước. Mời anh uống nước. Tôi xin lỗi, tôi bất cẩn quá. Tránh ra. Ui, anh có sao không? Này, phục vụ cái kiểu gì mà hậu đậu thế? Chả được cái tích sự gì cả. Anh có sao không? Ướt hết rồi đây này. Tôi xin lỗi, đây là lỗi của tôi ạ. Để tôi đi lấy khăn nước cho anh. Với cả tiện thể nhà vệ sinh bên này ạ. Tôi không sao đâu, cô chỉ đừng giúp tôi đi. Nhà vệ sinh bên này ạ. Đúng một cái đồ suối quẩy. Đang yên, đang lành lại đi phá hỏng chuyện tốt của mình. Tí nữa ấy, tao sẽ cho mày biết tay. Đồ ăn lên rồi sao? Mình ăn nhanh đi còn về làm việc. Cô My ăn đi. Chúc quý khách ngon miệng ạ. Nhìn cái mặt đã không ngon nổi rồi. Kiếp, ghê thế. Sao thế cô My? Anh xem, cái quán này làm ăn mất vệ sinh chưa này? Có cả tóc trong này nữa. Thật sao? Phục vụ! Phục vụ đâu? Làm ăn như thế này rồi định trốn à? Ra đây nhanh lên! Dạ, có chuyện gì vậy thưa quý khách ạ? Này, cô làm ăn như thế à? Làm ăn cẩu thả như thế này à? Có cả tóc trong thức ăn kìa kìa. Dạ, chắc là có chuyện hiểu lầm gì ở đây rồi ạ. Tất cả các nhân viên trong nhà hàng của tôi đều đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đấy ạ. Thế đây là cái gì? Đã sai rồi còn cãi nữa. Gọi quản lý ra đây nhanh lên. Dạ, xin chị bình tĩnh. Để tôi vào trong đổi cho chị đĩa cơm khác ạ. Tôi không cần đổi đĩa cơm khác. Mau gọi quản lý ra đây. Cô My à, chắc là cô nhầm rồi đấy. Nhầm làm sao được, rõ ràng là sợi tóc mà. Sợi tóc này có màu tóc khác với sợi tóc của cô ấy. Mà tôi nghĩ là sợi tóc này của ai thì cô là người biết rõ nhất đấy. Đừng làm khó cô ấy nữa. Tôi gửi tiền cơm nhé, tiền thời cô cứ giữ đi. Cảm ơn cô. Tôi cảm ơn ạ. Cứ không duyệt như thế này thì chậm trễ hết tiến độ mất. Vào đi. Chủ tịch, anh uống ly trà nóng đi ạ, cho đỡ mệt ạ. Cô cứ để ở đó đi, lát tôi uống sau. Cô làm cái gì thế? Dạ, em chỉ định đấm bóp cho anh một chút thôi ạ. Không cần đâu, tôi đang suy nghĩ về công việc thôi, lát là hết mệt ngay. Nếu như mà bây giờ em có cách, thì anh có thưởng cho em cái gì không ạ? Từ trước đến giờ nhá, quy định của công ty về việc lương thưởng rất rõ ràng và công bằng. Nếu như mà cô thực sự có cách ấy, tôi sẽ nói với phòng kế toán và... Không ạ, ý em là anh thưởng riêng cho em cơ ạ. Đây là chỗ làm việc, không phải chỗ đùa đâu. Đã vẽ đường cho chạy rồi còn không biết đường nữa. Để xem anh còn tự cao đến bao giờ nữa. Đấy, mày thấy chuyện thú vị không? Mà chưa hết đâu nhá. Hôm trước ý, tao lại còn... Này này này, thôi nhá. Để ông Quang nói chuyện tiếp. Thế nhá. Ôi dồi, chủ tịch làm em hết hồn đấy ạ. Cô làm cái gì hay sao? Mà cô tập giật mình thế? Dạ không ạ, em chỉ...
Không phải là tôi không biết, là Lan trong giờ ca trực mà còn đòi cháu điện thoại đâu. Ôi, chủ tịch ơi, em biết lỗi rồi ạ. Lần sau em sẽ không tái phạm nữa đâu ạ. Thế là ổn đấy. Sàn nhà sạch sẽ, trà lại còn ấm nữa. Như thế thì mới là bộ mặt công ty được. Chào quý khách. Quý khách cần gì thế ạ? Cả công ty lớn như thế này mà đầy bụi bặm bánh thành tảng như vậy à? Này, trà nóng thế định giết người đấy à? Người biết thưởng trà ấy, người ta sẽ ngửi rồi nhấp môi thôi. Chứ chẳng ai vội vàng uống đến cái mức mà bị bỏng như thế cả. Này, anh là ai đấy? Tôi là chủ tịch ở đây, rất vui được gặp anh. Chủ tịch à? Chủ tịch mang mặt xoàng thế. Chẳng ra cái vị thấy ông lớn gì cả. Cả công ty này nữa, tồi tàn từ bên trong lẫn cả bên ngoài đấy. Anh! Dạ thôi, hay là bây giờ anh lên phòng chờ để nghỉ đi ạ. Cái gì cơ? Cái công ty bé tí như lỗ mũi này mà có phòng chờ để nghỉ á? Tôi tưởng chỉ có vài nhân viên quen thôi. Tôi xin anh cẩn trọng lời nói. Nếu như anh còn ngang nhiên coi thường nơi đây thì mời anh ra ngoài. Cô làm cái gì vậy? Chủ tịch ơi là chủ tịch, xém chút nữa ấy, là anh hại cả công ty rồi đấy ạ. Cô nói chuyện lạ thế. Công ty của tôi hại làm sao được? Nhưng mà cô có thấy không? Thái độ của anh ta nhé, vô cùng khinh người và quá quắt. Anh ơi, em xin anh đấy. Ở đây tai vách mạch rừng, nhỡ may mà có gì ấy, là chết cả lũ đấy ạ. Cô thôi đi, làm sao phải sợ sệt thế? Mình không làm sai cái gì cả, không vì gì phải sợ. Mà chủ tịch không sai, nhưng mà anh cũng đừng có nóng tính quá. Nóng tính ý là hỏng hết chuyện đấy ạ. Cô nói cũng đúng. Thế giờ theo cô, mình phải làm gì bây giờ? Hay là tối nay mình mời người ta đi ăn một bữa, coi như là làm hòa đi ạ? Được rồi. Dù sao thì cũng không nên quá cứng rắn. Đây là một kỹ năng mềm. Vậy thì cô giúp tôi sắp xếp với bọn họ một bữa ăn tối nhé. Vâng ạ, em sẽ không phụ lòng chủ tịch đâu ạ. Sao? Có gì thì nói đi. Sao phải bày vẽ ra mấy cái này để làm gì? Chả là chủ tịch của bọn em muốn mời anh ly rượu, coi như là muốn xin lỗi việc sáng nay ạ. Cậu ta muốn mời thì tự cậu ta mời. Có chân có tay mà. Có phải què quạt thế đâu mà không cầm nổi cái cốc này. Tôi mời anh. Anh uống đi. Rồi tôi xin lỗi chuyện lúc sáng. Lúc đó thì tôi hơi nóng. Nước ốc à? Rượu gì mà nhạt thế? Đúng là cái loại rẻ tiền mà. Đây là cái loại rượu đắt tiền nhất nhà hàng này rồi. Nhưng mà tôi bảo rẻ tiền là rẻ tiền nhá. Dăm ba cái nhà hàng này đáng ở đâu mà đòi hả? Tại sao anh khinh người khác như thế nhỉ? Như vậy là... Chủ tịch, nhịn đi mà. Có gì bọn em mà không phải thì anh bỏ qua cho bọn em với ạ. Nếu như mà anh không thích ở chỗ nào thì anh cứ nói với em, bọn em sẽ sửa đổi ngay ạ. Có thật không? Dạ vâng ạ. Anh ơi, anh giơ cao đánh khẽ cho bọn em với, cho bọn em có được nhờ ạ. Thức rồi. Thế tôi cũng chẳng làm khó để làm gì cả nhá. Nhưng mà ngài chủ tịch này, điều đầu tiên ấy là ngài phải biết điều. Cứ có tiền ấy thì mọi việc đều giải quyết được hết. Hóa ra là bởi vì không có tiền đút lót nên anh bắt đầu hạch sách công ty của tôi đấy ạ. À? Chủ tịch, đây là chuyện nội bộ, anh nói bé thôi ạ. À. Nhỡ mà có ai nghe thấy thì... Tôi nói cho anh biết nhá, số tiền đó ấy, tôi thà mang đi tôi giúp người nghèo khổ còn hơn là cho cái loại vô liêm sỉ như anh. Chủ tịch.
My, cô bị làm sao đấy? Em không sao ạ. Mắt cô đỏ ngay thế này mà bảo không sao á? Có chuyện gì thế? Cứ nói với tôi đi. Nếu như mà giúp được ấy, tôi sẽ giúp cô. Chủ tịch ơi, em khổ quá mà. Cô My, đây là công ty cho nên. Cũng chưa đến giờ làm đâu. Hay là mình ra cà phê đi, nói chuyện sẽ tiện hơn đấy. Dạ, như thế có phiền anh không ạ? Không sao đâu. Quan tâm đến đời sống của nhân viên là việc của tôi nên làm mà. Đi đi. Cảm ơn chủ tịch. Cô My này, uống nhiều như vậy không tốt đâu. Chủ tịch có kệ em. Em phải uống để quên hết đi mọi chuyện. Nhưng mà bất kể chuyện gì cũng giải quyết được mà. Cô đừng tự hành hạ bản thân mình như thế. Chủ tịch uống đi. Thôi, tôi không uống đâu. Chiều còn về công ty làm việc mà. Cô My, cô làm sao thế? Xem thường em ạ. Tôi không có. Ngay đến cả ly rượu em mời anh mà anh cũng không uống nữa. Anh coi anh chỉ là một đứa rác rưởi không đáng để ngồi cùng chứ gì. Không không, tôi chưa từng có ý đó cả. Thế thì anh uống đi. Anh uống với em đi. Cô My này, tôi tưởng là cô đang buồn nên muốn an ủi cùng cô, nói chuyện với cô thôi. Nhưng mà cô ép tôi uống mãi thế này thì tôi đi về đây. Anh gì ơi đổ tôi đau quá. Tôi vẫn đang ở đây sao? Anh có sao không? Tôi không sao, đầu hơi đau một chút thôi. Cô cho tôi hỏi là bây giờ là mấy giờ rồi? Bây giờ là 4 giờ chiều rồi ạ. 4 giờ chiều á? Chết rồi, có buổi họp quan trọng. Anh gì ơi, xin lỗi mọi người, đã đẩy chủ tịch Toàn về rồi đã. Anh để chúng tôi chờ hơi lâu rồi đấy. Đây là buổi họp nội bộ của công ty tôi. Anh là người ngoài, mời anh ra ngoài cho. Này, thế bây giờ tôi không muốn ra thì sao? Thì tôi sẽ gọi bảo vệ lên. Đây là... Tuy là anh này không rõ mặt, thế nhưng mà vết sẹo này đã chứng minh được người đó chính là chủ tịch Toàn. Không, không thể như vậy được. Cô phạm tôi à? Chủ tịch Toàn này, tôi nghĩ là anh nên gọi tất cả các phòng ban thông báo cho mọi người biết đi. Sự việc này sẽ sớm lan nhanh ra thôi, còn lên cả báo nữa. Các người muốn cái gì? Muốn gì à? Anh Đức, chủ tịch Toàn hỏi chúng ta muốn gì kìa. Chủ tịch Toàn của chúng ta thông minh là thế, thế mà ngốc nhỉ, không biết cái gì cả. Tiền, chắc chắn là tiền thôi. Bao nhiêu? Với cái thanh danh và cả sự nghiệp của chủ tịch Toàn thì 200 là ít nhỉ. Anh, tất cả là cũng tại anh thôi. Nếu như mà ngày trước anh nghe tôi thì đâu có gian nông nỗi này. Thôi, tôi chốt nhá, 300. Giao tiền mặt, đừng có chuyển đi đâu cả, để tránh lộ.
Được. Ngày mai tôi sẽ giao tiền. Còn bây giờ ấy, mời hai người lập tức cút khỏi đây đi. Anh cứ làm như là tôi thích ở đây lắm ý. Anh Đức, chúng tôi đi thôi. Ok. Này, ngay từ đầu ấy mày biết điều như thế, có phải không để mọi chuyện xảy ra như vậy không? Chẳng qua là do mày ngu thôi. Này, em làm gì mà cứ đi lại suốt thế? Trong hết cả mặt thì bình tĩnh thôi. Sao anh bình thản đấy? Em thấy ấy, cái chuyện này tuy nó là lớn thật, thế nhưng mà nó cứ nguy hiểm thế nào ấy. Ui giời, làm bao nhiêu vụ rồi, thì lần nào làm thì nó mà chả có cảm giác như này. Lo cái gì? Nó đến rồi kìa, chuẩn bị tiền nhá. Anh à, lấy được tiền, đưa đây. Đưa đây làm gì mà lâu thế? Ôi, anh Đức! Đây! Mày, chỗ này mày dám gài tao à? Bỏ ra! Cậu nhìn kỹ lại xem, kia là ai? Cậu nhận ra tôi rồi đấy à? Anh ơi, em sai rồi, anh tha cho em với. Bao lâu nay cậu giả danh tôi đi lừa biết bao nhiêu người rồi? Đúng là lưới trời lồng lộng. Cậu giả dạng tôi đi tắc oai tắc quái, nhưng mà ngờ đâu lại lọt vào mắt của em gái tôi. Rồi. Anh chụp ảnh đi. Nhớ là chỉ chụp tay với cả phong bì thôi đấy. Chụp mặt đang ngủ là lộ hết đấy. Anh ơi, chụp anh. Các người đang định làm gì vậy? À, tôi... Có phải là các người đã chuốc thuốc mê rồi định làm chuyện mờ ám với anh ấy đúng không? Này, mày im cái mồm lại cho tao, nghe không? Mày mà nói ra ấy, khó có con đường sống nữa. Nếu như mà cô không nói ra chuyện ngày hôm nay với bất kỳ ai thì bọn tôi sẽ cho cô ít tiền, gọi là tiền bồi dưỡng nhá. Tôi không cần. Tôi sẽ không nhận tiền của các người đâu. Mày phải cầm, mày phải nhận. Nhận rồi thì im mồm lại. Đi về thôi. À mà này, tao dặn trước nhá. Mày mà hé ra lửa lời ấy, có trách. Alo anh à. Anh đến chỗ quán của em đi. Em có việc cần nhờ anh giúp. Đó là quán nước mà tôi mở. Đúng là người tính vẫn không bằng trời tính. Hai người lại vào chính quán nước của tôi. Anh ơi, em là em sai rồi. Cậu im đi. Anh tha cho em với, em hứa em không dám làm nữa đâu ạ. Tha cho cậu á? Nếu mà giữ cậu lại ấy, còn biết bao nhiêu người bị lừa nữa. Cậu giả dạng tôi, làm ô danh của tôi, là còn đi vòi tiền nữa. Đi, cậu đi, đi cũng thôi, đi. Anh ơi, đừng mà, anh ơi. Còn cô My, chính thức cô bị đuổi việc. Mau về công ty, dọn đồ đạc của mình đi. Chủ tịch. Sao? Có gan làm việc xấu thì phải có gan nhận lấy hậu quả chứ. Giữ lại một người như cô ở bên cạnh rất là nguy hiểm với cô My ạ. Tôi cảm ơn cô nhiều lắm. Nếu như mà không nhờ có cô thì tôi không biết phải làm sao nữa cả. Có gì đâu, đấy là lẽ phải mà. Anh là một người liêm chính thì chắc chắn anh sẽ được minh oan. Lẽ phải luôn chiến thắng mà, đúng không? Xin chào các bạn. Chào các cô, các chú và các bác. Chắc hẳn là tất cả mọi người vừa được xem xong một tập phim rất hay đúng không ạ? Thì kênh FM TV ấy, có nhiều lứa tuổi xem quá, nên cháu xin phép được xưng hô là mình cho nó phù hợp ạ. Mình là Toàn Phát. Mình là Chuyên Dương.
Còn đây là Diễm My và Mạnh Đức. Đó. Bật mí với mọi người một bí mật, đấy là ở ngoài đời hai bạn diễn viên phản diện này rất là đáng yêu và tốt bụng luôn, còn là điểm tựa tinh thần của cả nhóm nữa đấy. Nếu như mà mọi người yêu quý nhóm mình ý, thì có thể kết bạn với từng thành viên qua Facebook ở trong phần mô tả bên dưới nhá. Còn nếu mọi người yêu thích nhóm mình thì rất đơn giản thôi, hãy ấn nút like ở bên dưới nhá. Đó, thì bây giờ mình xin thay mặt cho đội ngũ FM TV muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ chúng mình. Chúc tất cả mọi người có một ngày mới thật là vui vẻ ạ. Xa xa cùng nhau ngắm nhìn những hàng quán xa tấp nập người qua, anh ước em sẽ cảm nhận hết, sẽ yêu